Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ sáu ngày 16 tháng 8. Chương trình có những nội dung chính sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 9 Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước từ năm 2021 đến nay. Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố, khu vực Tây Nam Bộ, nơi gắn kết yêu thương và chia sẻ. Vĩnh Long đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số. Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng để đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước từ năm 2021 đến nay, các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025, đặc biệt xem xét tổ chức phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh khen thưởng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong 2 năm 2024 và 2025. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ nay đến hết năm 2025, đất nước ta có nhiều sự kiện quan trọng. Để chào mừng các sự kiện quan trọng trên, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo sức mạnh nội sinh từ công tác thi đua, tổ chức khen thưởng khoa học, hiệu quả, đúng pháp luật để toàn thể công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người dân, doanh nghiệp, người lao động đồng tình ủng hộ, tham gia phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Điểm lại thành quả nổi bật phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thủ tướng Chính phủ cho rằng kết quả đó có vai trò của công tác thi đua khen thưởng, yêu cầu Hội đồng rà soát đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước từ năm 2021 đến nay, xác định các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025, đặc biệt xem xét tổ chức phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh khen thưởng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong 2 năm 2024-2025 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Với tinh thần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, trọng tâm, trọng điểm hơn, phân công rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Làm việc nào, dứt việc đó, đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả thực tế. Theo Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, từ năm 2021 đến nay, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động 4 phong trào thi đua phạm vi toàn quốc. Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời. Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, đồng thời tiếp tục triển khai 3 phong trào thi đua, đó là cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến được đẩy mạnh. Công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành địa phương. Bên cạnh thành tựu, Hội đồng cũng cho rằng phong trào thi đua một số bộ, ban ngành, địa phương chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi công vụ. Công tác khen thưởng thông qua việc phát hiện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất công tác, tuy đã có sự chuyển biến nhưng chưa đồng đều ở các bộ, ban ngành, địa phương. Giữa tối ngày hôm qua tại nhà văn hóa lao động công đoàn tỉnh Đồng Tháp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ 5 năm 2024. Dự lễ khai mạc có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ và 63 hộ gia đình tiêu biểu đến từ các địa phương trong khu vực. Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, ngày hội là một sự kiện lớn được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới,
bảo vệ quyền trẻ em, đồng thời còn là dịp để các gia đình được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng tổ ấm, nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục con trẻ, phát triển kinh tế, xây dựng nhân cách, lối sống nhân văn cao đẹp, truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa của dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc và được phát huy trong giai đoạn hiện nay. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động thi văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao như thi biểu diễn nghệ thuật, gia đình tài năng với các tiểu phẩm về gia đình, thi biểu diễn thời trang, gia đình sắc màu, thi nấu ăn, món ngon cuối tuần, thi đọc sách cùng con, phần thi vận động, vui chơi cùng con. Tham gia những cái chương trình như thế này phải nói là rất là bổ ích, được học hỏi, giao lưu những kinh nghiệm có ích cho mình, cho bản thân cũng như gia đình, để cho cuộc sống mình tươi vui và trẻ trung hơn. Cuộc thi này tôi cảm nhận được rất là vui và tạo một cái không khí đầm ấm cho gia đình. Con rất là tự hào và vui vẻ khi được tham gia cuộc thi này. Sáng nay con được thi vận động phần nhảy bao bố, đi cầu tre và chạy dít dắt. Con cảm thấy rất là vui và tự hào. Con cảm ơn ban tổ chức vì đã tạo điều kiện cho con tham gia giải đấu này. Ngoài ra, ngày hội còn tổ chức triển lãm ảnh gia đình tổ ấm yêu thương, trưng bày sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ và chương trình tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa du lịch tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp. Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và trao giải thưởng vào ngày mai, 17 tháng 8. Sáng nay, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai các phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ông Lữ Quang Gời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị. Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ số, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được triển khai tập trung thống nhất cho 100% cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn thông tin, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về an toàn thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn được quan tâm triển khai thực hiện. Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người dân đẩy mạnh phương thức thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Về công tác thực hiện đề án 06, tổ công tác tích cực tham mưu triển khai kịp thời nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân kích hoạt sử dụng tài khoản VNEID mức 2. Công an tỉnh và các ngành có liên quan tăng cường công tác phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ liên quan. Kết luận hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long, đánh giá cao những nỗ lực của các sở ngành, địa phương, sự quyết tâm tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác hỗ trợ người dân tiếp cận với chuyển đổi số, để người dân thấy rõ được lợi ích, nhất là trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh hạ tầng số, các cơ sở dữ liệu dùng chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu mỗi địa phương, đơn vị, sở ngành nêu cao tính tiên phong, tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, tạo sự bứt phá trong công tác chuyển đổi số, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu, vai trò tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, đồng thuận của từng cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong chuyển đổi số. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cấp ủy viên, báo cáo viên các cấp và cán bộ đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Phạm Văn Khiêm, tỉnh ủy viên,
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự. Tại hội nghị, hơn 150 đại biểu được tập huấn bồi dưỡng các chuyên đề công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong quân đội và phát huy vai trò của quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, quy định của pháp luật và các giải pháp đảm bảo phòng cháy chữa cháy, kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản pháp luật có hiệu lực năm 2024. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu trong phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan đơn vị. Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân với chủ đề Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Nội dung thi đua là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho hai đồng chí. Sau khảo sát thực tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, sáng nay, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long có buổi làm việc tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu giao nhiệm vụ đặt hàng đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ khóa tuyển sinh năm học 2021-2022 đến năm 2025-2026. Báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết 21, đã tạo điều kiện để tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp cho lao động, khuyến khích thu hút các đối tượng học sinh tốt nghiệp phổ thông vào học nghề. Các ngành được đặt hàng giao nhiệm vụ cho các trường thời gian qua, phù hợp với nhu cầu của người học, nhu cầu của thị trường lao động, mang lại hiệu quả làm việc tốt. Tuy nhiên, công tác tuyển sinh đào tạo hàng năm vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Điều kiện về cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị ở nhiều ngành nghề còn thiếu, công nghệ lạc hậu, chưa triển khai thực hiện được chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị tiếp tục quan tâm bổ sung hệ thống pháp luật, chủ trương chính sách, chương trình, đề án tăng cường cơ chế, quy động nguồn lực tham gia phát triển giáo dục nghề nghiệp. Các thành viên đoàn giám sát lưu ý ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, các trường chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí ngân sách mua sắm trang thiết bị theo năng lực và nhu cầu của cơ sở đào tạo, cần phối hợp chặt chẽ hơn với các cấp ban ngành liên quan, các cơ sở đào tạo, các trường phổ thông đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Sáng nay tại xã Tân Thành, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Bình Tân tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024. Tại ngày hội, các đại biểu khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong việc đảm bảo an ninh trật tự xã hội ở cơ sở. Tại huyện Bình Tân, phong trào đã xây dựng, duy trì và nhân rộng 10 mô hình phòng chống tội phạm. Nổi bật là các mô hình như camera an ninh, cổng rào an ninh trật tự, tổ liên gia phòng chống tội phạm và mô hình phát huy vai trò của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở xã Tân Hưng, Tân Lược, Tân Bình và Thành Lợi. Bên cạnh đó, huyện còn xây dựng được thế trận an ninh nhân dân rộng khắp nhằm nâng cao ý thức của người dân để chung tay đấu tranh phòng chống tội phạm. Với kết quả đạt được tại ngày hội, Ban chỉ đạo huyện Bình Tân đã biểu dương những nỗ lực của các cá nhân, tập thể trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân trên địa bàn huyện Bình Tân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương. Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2023-2024, triển khai chương trình công tác năm học 2024-2025. Năm học qua, công tác đoàn đội trong trường học đạt nhiều kết quả nổi bật. Nội dung, hình thức và chất lượng các phong trào hoạt động được nâng cao, đổi mới theo từng chủ điểm, đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên học sinh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn trong cơ sở giáo dục được chú trọng.
Thông qua các phong trào đã phát huy được tính năng động sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện trong đoàn viên học sinh. Trong năm học mới 2024-2025, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long phối hợp với tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho đoàn viên học sinh, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ đoàn, đội trong trường học. Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học qua được tuyên dương khen thưởng. Sáng nay, Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức tổng kết dự án Peer Cycle 9554, phát triển khung đánh giá các yếu tố giới hạn của đất trong ứng dụng phân hủy sinh học dioxin trên đất ô nhiễm ở Việt Nam. Dự án nghiên cứu trong thời gian 3 năm, từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ. Nghiên cứu được tiến hành trên quy mô phòng thí nghiệm để phân lập và tuyển chọn cộng đồng vi khuẩn có khả năng phân hủy dioxin và vi khuẩn sản xuất chất hoạt động bề mặt sinh học, giúp tăng cường khả năng phân hủy dioxin trong đất bị ô nhiễm. Đồng thời xác định các yếu tố giới hạn trong đất nhằm cải thiện và tăng cường khả năng phân hủy sinh học dioxin trong đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy đã xử lý được hơn 84% hàm lượng dioxin trong đất tại nơi lấy mẫu thí nghiệm. Đây là dự án được ứng dụng để tẩy độc đất nhiễm nặng dioxin bằng phân hủy sinh học, được xem là một dấu ấn trong sự hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ giữa các nhà khoa học Việt Nam và Hoa Kỳ, mở ra cơ hội mới cho các hoạt động nghiên cứu tiếp theo, đồng thời ứng dụng thực tiễn trong việc cải thiện chất lượng đất và sức khỏe cộng đồng. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức buổi lễ bàn giao nhà đồng đội trên địa bàn huyện Vũng Liêm. Căn nhà được bàn giao cho Đại quý Hà Mẫn Xuyên, nhân viên quân lực Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hiện cư ngụ tại ấp An Điền, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm. Kinh phí xây dựng được Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long vận động đơn vị tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Việc bàn giao nhà đồng đội nhằm thiết thực hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho quân dân khó khăn về nhà ở, giúp ổn định cuộc sống, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng, tích cực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giờ sáng ngày hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức trao tặng áo dài cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị bước vào năm học mới. Có 200 nữ sinh của các trường trung học phổ thông được trao tặng giải may đồng phục áo dài trắng để đi học. Mỗi phần giải trị giá là 230.000 đồng. Tổng kinh phí tặng quà đợt này là 46 triệu đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời trang Thái Tuấn tài trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ yêu thương, động viên tinh thần các em nữ sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn, tạo thêm điều kiện để các em bước vào năm học mới 2024-2025. Thưa quý vị, năm học 2023-2024 là năm thứ tư thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, thay sách giáo khoa mới đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Quán triệt chủ đề năm học là đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Ngành giáo dục Vĩnh Long đã quyết tâm, nỗ lực, hoàn thành kế hoạch năm học, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm học qua, tỉnh Vĩnh Long có 385 trường mầm non phổ thông với hơn 200.000 học sinh các cấp. Trong đó có 280 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ gần 73%. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non được nâng lên. Hơn 96% trẻ phát triển tốt ở các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội. Chủ đề xây dựng trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm, gắn với phong trào thi đua, trường học hạnh phúc, được phát huy, tạo môi trường học tập thân thiện, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều nhận thức được cái nội dung và cái bộ tiêu chí của trường học hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm. Thì từ đó tạo điều kiện để cho trẻ phát huy cái khả năng tự có của mình, từ cái kỹ năng học tập, kỹ năng lao động, kỹ năng tự phục vụ, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Năm học qua, toàn ngành thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhiều hội thảo, sinh hoạt chuyên đề được tổ chức để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện kỹ năng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, lịch sử, truyền thống, văn hóa của dân tộc cho học sinh. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,7%.
với điểm trung bình các môn thi xếp thứ 16 cả nước và đứng thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Học viên giáo dục thường xuyên tốt nghiệp trung học phổ thông đạt tỷ lệ 98%. Ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã làm cái công tác và xây dựng cái kế hoạch công tác ôn thi tốt nghiệp, huy động các cái lực lượng, các bộ phận trong nhà trường để cùng hỗ trợ nhau phân luồng đối tượng học sinh và sẵn sàng giúp đỡ các em, hỗ trợ các em. Trong đó thì có vai trò quan trọng của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, rồi vai trò của cha mẹ học sinh. Chúng ta hình thành cho học sinh mình một cái tính tự chủ và rèn cho học sinh cái năng lực tự học, tự nghiên cứu, cho học sinh mình thay đổi về cái phương pháp học cũng như là đưa ra những cái phương pháp để mà dạy cho các em nó thu hút. Để có được cái kết quả này thì sở đã tập trung vào nhiều cái nhiệm vụ giải pháp, thì trong đó trọng tâm là phổ biến kịp thời các cái văn bản chỉ đạo cũng như là nâng cao cái hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản trị nhà trường cũng như là quản lý chuyên môn, tăng cường tính chủ động linh hoạt trong các hoạt động giáo dục, thực hiện tốt cái tăng cường cái chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cũng như trong kiểm tra đánh giá, nhân rộng các cái cách làm hay, những cái điển hình tiên tiến trong toàn ngành. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục Vĩnh Long tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, quy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục đào tạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, đảm bảo an toàn trường học và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá. Thưa quý vị và các bạn, trại sáng tác điêu khắc và nhiếp ảnh về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ nhất là một trong những sự kiện trang hóa của Bộ Công an nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025 và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2025. Chứng kiến thực tiễn phong phú, sinh động về cuộc sống, sinh hoạt, công tác chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ, các tác giả tham gia trại sáng tác đã thực hiện và gửi về ban tổ chức 325 tác phẩm. Trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tác phẩm đạt giải cao của trại sáng tác điêu khắc và nhiếp ảnh về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ nhất. Những hình ảnh người chiến sĩ công an giản dị đời thường nhưng hết sức cao cả, thể hiện sự cống hiến quên mình vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.